Đồng Tháp là một trong những vùng trũng ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là vựa cá của miền Tây Nam Bộ. Ngày nay, cá khô không chỉ là đặc sản nổi tiếng, mà còn là cái nghề, cái nghiệp gắn bó với bà con địa phương. Số tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị cùng hai MC Quang Huy và Hồng Đào tìm hiểu về làng nghề cá khô Phú Thọ tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp nhé!